Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình Phụ Tùng Tôn Nhật Đức nhá. Hôm nay thì mình lại đang chuẩn bị khắc phục bài toán kêu cánh cửa cọc cọc. Em trai ơi, sang tháo cho anh phát. Xe của em trai là Isuzu LPR 400 các bạn nhá. Xe rất là mới luôn. Nhưng mà có hiện tượng bên lái của em thì là bị kêu cọc cọc. Rất nhiều xe anh em bị kêu cọc cọc của này các bạn nhá. Cái này thì là của Hyundai nhưng lắp vừa luôn. Em trai tháo cho anh phát. Hôm nay thì mình đã chuẩn bị cái bộ đục giác các bạn nhá. Đấy, anh em mình sẽ thay và cho các bạn xem này. Vì rất nhiều trong thời gian vừa qua rất nhiều anh em Hilo, Isuzu hỏi mình có vừa hay không. Hilo thì vừa rồi. Nhà Isuzu thì hôm nay mình sẽ thay cho anh em nhá. Mình nghĩ là nó sẽ vừa đấy vì hai cái quy này mình đang đo là vừa các bạn này. Đấy, cái này của mình là sẽ có nhựa và nó sẽ hạn chế toàn bộ phần tiếng kêu cọc 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 trên quá trình chạy. Em bị kêu cọc 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 à? Cứ bao mà sóc nó kêu hay là bình thường nó kêu? Lẽ ra hôm nay mình còn dán thêm cái răng chống ồn cho em mình nữa nhá. Vì nhưng mà do cái bồn hết thì mình em chiều mai qua lại thôi. Hôm nay thì mình sẽ tận cảnh thay cái này các bạn ạ. Đây, cái này thì nó sẽ không này. Hyundai thì bốn bốn cạnh. Hyundai kia 4 cạnh nhưng mà của Isuzu và Hilo thì nó bằng gông. Đấy, rất là lặng đấy. Sao em? Hay là con to con tí? Con to con tí đấy, anh nghĩ con to con tí đấy. Đó đấy, chính nó. Lặng lặng đúng không? Bộ này lặng thật. Đó, ok. Rồi em công ở dưới đi cho nó cầu nó ra được nhé. Thẳng tay rồi cho phát tiết luôn. Rồi ngon luôn, tiếng kêu bật luôn các bạn. Em cho đầu kia xài đấy cho nó nhanh. Đó, anh em nhớ là lại xài từng con một cho mình nhá. Các bạn nhớ xài từng con một cho mình, con một cho mình nhá. Xoáy một con một xong các bạn đào lên, không tránh tình trạng nó tụt đấy các bạn này. Các bạn nhìn thấy không, bên trong nó tụt rồi đấy. Các bạn là tháo hai con lúc nó tụt đấy, tụt là rất là nguy hiểm luôn đấy. Các bạn nên nhớ là tháo một con các bạn đảo chiều cho mình nhá. Đấy, ok cho anh em. Ok rồi, chúng ta tháo cái con này ra, chúng ta đảo lên là xong. Đấy, đã xong cho các bạn nhá. Ok, vừa đây các bạn ạ. Đấy, hôm nay là đầu tiên mình thay cho Isuzu nha các bạn nhá. Rất nhiều anh em Isuzu QRRB đều hỏi mình có vừa hay không, nhưng hôm nay thì đầu tiên mình thay cái này. Mình nghĩ là sẽ hết 100% bệnh các bạn nhá. Đấy, chiều em đi qua lại dán răng là mình sẽ làm cái video 2 để lấy cái thực tế cho các bạn xem nhá. Đó, ok cho anh em. Đây, cái này nó có cái nhựa các bạn này, cái này không có nhựa này. Cái này là nhựa xịn của mình nhá, hàng Mobit luôn đấy. Wow. Chắc hơn không em? Chắc đấy. Vừa đấy, nghe cảm tưởng là chắc hơn rồi đúng không? Vừa khít luôn các bạn nhá, ngon lành luôn. Đó, ok cho anh em. Đấy, các bạn khi các bạn thay thì các bạn nhớ lưu ý là các bạn cứ căn làm sao cho nó thẳng cái tâm này nhá. Có nghĩa là thẳng cái này này. Cái này phải thẳng nhau này. Đừng nó lên quá như này, đừng xuống như này. Các bạn cho thẳng giữa như này nó sẽ vào ngậm và chuẩn nhất luôn. Đấy, ok luôn. Hôm nay thì lần đầu tiên mình thay Isuzu nhá. Nếu chiếc xe này vừa thì tất cả các dòng Isuzu sẽ vừa nhá, từ QKR, LPR rồi là FVM. Đấy, anh em nào mà bị tình trạng kêu lọc cọc ở cửa thì các bạn xử lý cái bài này cho mình luôn. Cái này gọi là cái ghét cửa các bạn nhá. Anh em ra ngoài mua gọi là ghét cửa, nhưng mà các bạn mua hàng xịn của Hyundai và Kia. Ok. Đấy là xong luôn, ngon lành luôn. Rồi. Ok, em sẽ em bật thử vào đây ra nào. Wow. Gặp đấy, ngon đấy các bạn ạ, ngon đấy. Quá ngon luôn. Ngon luôn các bạn nhá, nghe tiếng hẳn luôn các bạn này. Các bạn nghe nhá, bộp nhá. Bộp này. Bộp lại, bây giờ mình sẽ quay bên phụ cho các bạn nghe tiếng bạch. Đây, các bạn nghe bên phụ, bên lái đây, bên phụ là chưa lắp rồi. Bạch này, bạch, các bạn thấy không? Nó kịch. Đấy, ok các bạn nhá, đây, nó đây, ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038, cũng như là 02438616426. Các bạn nhớ vào đúng Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức giúp mình nhá. Nhà mình có mũi tên các bạn này, các bạn vào đúng Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức đó. Hoặc anh em ở xa thì các bạn có thể liên hệ cho mình theo hai số điện thoại. Để tránh tình trạng các bạn đi mua lừa đảo, xã hội mạng nó lừa đảo thì các bạn nhớ inbox cho mình theo hai số điện thoại và Zalo các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.